thì cái này của tụi em thì sẽ tách nó thành, trước mắt là sẽ có 4 sàn, có 2000, SP500, Nadas với lại Nice, thì mỗi sàn sẽ là một cái report tổng thể. Thì ngoài ra thì sẽ có thêm một cái stock summary. Cái stock summary của em thì nó sẽ có một cái nút cho search toàn bộ stock symbol của tất cả các sàn. Thì ở đây có thể nhập trực tiếp trong trường hợp là nó kéo quá dài. Thì nó sẽ có company list, 4 company list. Linh ơi, bắt đầu Dạ. em mô tả giúp anh về cái dataset của em nhé. Bắt đầu đi từ từ thôi. Từ từ thôi. Dataset của em thì Từ cái agenda để xem là em định nói về những cái vấn đề gì, định phân tích cái gì ấy. Mình sẽ đi từ đầu ấy. dạ vâng ạ. Giống như một bài thuyết trình ấy, chứ không hôm nay sẽ không hướng dẫn đâu. Sẽ là một bài thuyết trình hoàn chỉnh. Em muốn làm cái này để làm gì và em đang giới thiệu cho các ban giám khảo để thuyết phục mọi người làm cái gì những cái. Cái bài này của em thì nó chỉ là một cái nhìn nó rất là tổng quan về cái dataset mà em có. Thì em có cái bộ dataset của 4 cái nhóm top 2000, SP500, Nadas, VNC. Thì em chỉ thống kê một cách tổng quan, đó là cái volume của từng sàn là bao nhiêu. Sau đó thì cái giá cao nhất, giá thấp nhất, và sẽ sort được theo thời điểm. Thì cũng sẽ có những cái top tăng trưởng nhất về giá và top tăng trưởng nhất về volume. Thời gian thì người xem báo cáo có thể tự kéo được. Thì trước mắt là về cái bộ dữ liệu của em á, thì bộ dữ liệu của em thứ nhất là nó không được sạch lắm. Nó có lỗi định dạng, sau đó thì nó có một số cái nó bị trùng data thì tụi em đã làm sạch rồi. Ở cái phần mà định dạng, ví dụ như là cái day của nó, ngày tháng năm nó viết theo nhiều kiểu thì bọn em đã chuẩn hóa được. Sau đó thì tụi em cũng đã thêm những cái cột tách riêng day month year ra để phục vụ. Và nó có những cái giá trị error nó bị trùng thì tụi em cũng đã xử lý rồi, để cho tất cả cái dữ liệu nó là duy nhất. Thì các cái bộ dữ liệu mà top 2000 đi C với XP 500 á, thì cái cột đây của nó mình có thể tự đổi định dạng từ text sang đây và nó sẽ tự nhảy luôn. Nhưng mà cái bộ dữ liệu của Nadas á, thì nó không tự convert được, cho nên là tụi em đã phải thêm ba cái cột vào day month year riêng để check cái abnormal của nó. Thì tóm lại là về mặt dữ liệu thì em nghĩ là em đã xử lý xong. Ở trên cái báo cáo này thì về mặt tổng thể thì nó sẽ có, một là mọi người có thể xem hết tất cả các sàn luôn, từng sàn một, hoặc là mọi người có thể search theo cái mã của từng cái mã chứng khoán cụ thể. Thì ở đây thì cũng có một cái thanh trượt thời gian để cho mọi người có thể tùy chỉnh cái khoảng thời gian mà mình cần, ở đây có thể nhập tay hoặc là kéo. Về mặt từng sàn riêng thì cũng sẽ có thể search được từng cái stock symbol. Sau đó thì nó sẽ có một cái total summary, thì nó sẽ có giá cao nhất, giá thấp nhất, cái giá đóng cửa ở trong cái khung thời điểm mà mình kéo. Sau đó thì nó sẽ có cái biên độ dao động giá ở cái thời điểm giá đóng cửa mà mình kéo. Sau đó thì tụi em có sort ra là 5 cái tăng trưởng mạnh nhất và 5 cái suy thoái mạnh nhất. Thì về cơ bản thì bốn cái tab này nó giống nhau, tụi em chỉ là duplicate nó ra thôi. Nhưng mà ở cái buổi thứ 13 hay 14 gì đó thì tụi em có được nhận xét là cái conditional formatting này nó hơi rối, cho nên là em cũng không 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 muốn giữ nó lại, chỉ để nó ở cái form 2000 thôi. Ba tab sau thì em tắt cái conditional formatting nó rồi.
Về cơ bản thì cái project này của tụi em nó khá là đơn giản, nó chỉ phức tạp là bởi vì cái bộ dữ liệu của nó quá nặng thôi, chứ các thuật toán thì tụi em cũng làm không 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 có gì đặc biệt. Ở đây thì cũng có một số cái tab, một số cái bookmark để cho trả về cái mục lục ban đầu. Ok, em còn vấn đề gì thì chia sẻ không nhỉ? Cái stock Thực summary là sẽ chỉ còn các giá trị về volume thôi đúng không? Khối dạ lượng đúng thôi rồi. đúng không? Tại vì thật ra thì ban đầu em cũng có một cái định chạy và chạy ra cái biểu đồ nến, xong rồi chạy cái đường MA này nọ, nhưng mà em tải thử hai cái biểu đồ nến về rồi thì nó lại không chạy nên thôi cũng cancel. Ok, em Linh còn gì chia sẻ thêm không nhỉ? À dạ không ạ. Ok, thế cái này thì để anh chia sẻ một chút nhé. Vâng Linh ạ. ơi, thực ra thì Dạ. anh hơi tiếc bởi vì cái buổi hôm trước thì hình như là cả hai em đều không tham gia đúng không? Dạ Không đúng rồi. sâu cái này đúng không? Cái buổi 15 ấy. Thì Dạ. thực ra thì khi mà em đang đưa ra cái bài thuyết trình này thì anh đang chưa đánh giá đây là một bài thuyết trình. Em đang sâu lại cho anh những cái mà em làm được. Còn những cái mà ý định thực sự khi mà em làm cái bài này ấy thì chưa chưa nói rõ. Tức là em nếu mà trong một bài thuyết trình thì đầu tiên là mình sẽ phải mô tả tổng quan về đề tài. Khi mà em lựa chọn đề tài này, em muốn phân tích cái này, em muốn phân tích cái kia. Tức là giống như là em là một nhân viên ấy, giống nhân viên của một công ty chứng khoán, em muốn làm thế này, em muốn làm thế kia, em muốn phân tích những cái chỉ số, những cái báo cáo này về tăng trưởng này để đưa ra, có thể là như anh đã chia sẻ là những cái báo cáo này thực ra là những công ty chứng khoán họ làm rất nhiều, những cái báo để họ có thể bán lấy tiền, họ có thể sell cho những nhánh nhà đầu tư của bên họ. Thì ở đây thì anh thấy là hơi tiếc bởi vì nếu mà đã nói về chứng khoán thì nó phải có biểu đồ nến. Thì anh cũng gửi, anh nhớ là anh cũng có gửi một vài bài đọc về cái biểu đồ nến thì anh tưởng là các em đã làm được rồi. Hơi tiếc, Dạ. hơi tiếc. Với cả ví dụ bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn nhá, sâu hơn một chút về cái stock summary ấy, thì anh thấy là em đang đưa ra những cái phân tích về số lượng. Thì cái phân tích về số lượng này nó có insight gì theo góc nhìn của em không? Tại vì cái bộ data này thì nó có rất là nhiều mã chứng khoán, nhưng mà không phải tất cả những cái mã trong đó nó đều sống. Thế thì em có thể cho anh biết là những cái mã chứng khoán nào sống, những mã chứng khoán nào chết không? Những cái mã chứng khoán nào đó đã chạy bao nhiêu năm rồi? Những cái đó. À cái đấy thì cái report của em nó lại không đổ ra. Cái Đấy rồi. volume của em ở đây thì nó chỉ có là cái thời kỳ nào là thị trường chứng khoán hoạt động sôi nổi Sôi nhất động nhất thôi. đúng không? Dạ. Đấy, em cũng có thể vừa rồi nếu mà trong quá trình chiến dịch em nói cho anh biết là từ năm 2000 đến năm 2020 chẳng hạn. Cái là cái thời gian mà cái giá trị chứng khoán nó tăng cao nhất. Đúng không? Mình bắt đầu đưa ra những cái mô tả về cái bộ dữ liệu của mình một cách chi tiết. Chứ vừa rồi anh thấy em đi ngang qua mà cũng đưa ra được hai cái visual này mà anh không biết là em đưa ra để làm gì, nó không có cái nội dung ấy. Dạ. Cái logic ở đây thì em có biểu đồ line với cái column thì là nó chỉ là vẫn là số lượng volume của thị trường thôi đúng không, nó chỉ thay Dạ đổi đúng hai rồi. cái biểu đồ thôi, thay đổi hai cái visual sao cho nó phù hợp hơn đúng không. Dạ. Thì nó đấy, cái này nó còn tương đối là dễ nhìn này. Nhưng mà ý nghĩa inside của nó chưa rõ. Rồi tiếp đến các cái Forbes 5 2000, SP500, Nasdaq rồi thì cái này thì ok là em cũng có một cái một chút ý nghĩa, nhưng mà em mở cho anh cái sheet, các sheet đấy ra nó tương đối, em có thể gộp tất cả phải vào cùng một sheet được mà đúng không?
Dạ. Xong rồi em so sánh những cái phần trăm thay đổi ấy, cái high yield game này là những thằng mà có mức độ tăng trưởng cao nhất đúng không em? Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh đang chưa thấy tốc độ tăng trưởng của nó, em so với thời gian nào? Từ năm 70 đến năm 2022 à? Toàn bộ cái thời gian đấy. Nó Anh sẽ so sánh với cái giá trị liền trước của nó, liền trước cái ngày cuối cùng của nó. Tức là nếu mà mình kéo cái phần đầu này á, thì nó sẽ không có nhảy đâu. Chỉ khi nào mình kéo cái đuôi thì nó mới nhảy thôi. Tại vì cái tính của em tính là tính cái close price ấy. Last close price với cái previous close price ấy, thì nó sẽ... tức là ngày trước đó thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ. Thế nếu mà cho đâu để xem nào. Xong. Date up, last date, trừ một. Cái này thì nó lại cũng không có ý nghĩa lắm. Anh chưa thấy ý nghĩa ở đây. Bởi vì em đang so sánh với cái ngày trước đó. Thực ra khi mà mọi người đưa ra cái tỷ suất lợi nhuận đầu tư chứng khoán ấy, thì họ thường là theo 1 năm hoặc là theo 1 tháng hoặc là theo 10 năm. Em hay nghe, em có nghe câu chuyện ví dụ trên trên báo ấy, người ta bảo là đấy đầu tư chứng khoán xong sau 10 năm thì cái tài sản nó nhân khoảng 20 lần đấy. Dạ. Ừ đấy, chứ em so sánh với cả ngày trước đó, thực ra đối với chứng khoán như thế nó không ý nghĩa. Cái sự biến động theo ngày nó người ta còn không xem à? Nhiều người xem bảng điểm người ta không không để ý cái biến động theo ngày đó. Mới tiếc. Các cái loser nó cũng giống như vậy đúng không em? Dạ đúng rồi. Nếu mà em mà làm thế này ở trong cái thị trường chứng khoán Việt Nam thì anh nói luôn em biến động là 7%. Thằng cao nhất là 7% một ngày. Thằng thấp nhất cũng là 7% một ngày. Nếu mà trừ sàn upcom thì nó sẽ nhiều hơn một chút. Đấy. Còn HOSE với HNR ấy. Đấy. Thì còn cái total summary là sẽ là như cái gì? Cái total summary thì Rồi em cũng sang anh đây để thì ý. bốn cái cột đầu tiên thì nó cũng như Như bốn ý cái cột nghĩa đầu của tiên cái thì nó kia cũng thôi là đúng cái không? close price, chẳng qua là nó chỉ thêm được cái max với cái min, tức là cái giá cao nhất với cái giá thấp nhất trong cái thời điểm đó thôi. Thêm được cái mạng. Ừ thì thêm cái mắc cái mấy min thì được thêm tí. Vẫn không ấy. Chứng khoán thì người ta sẽ ưu tiên sử dụng nhiều cái biểu đồ, nhiều cái biểu đồ như đợt đầu ấy, bởi vì những cái buổi mà ví dụ buổi số 8 hay buổi số 10 ấy, anh review thì anh thấy là em đưa ra rất là nhiều chỉ số hay và anh cũng 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 kết nối với cả cái đạt để em hỏi ấy, mà cuối cùng cũng không làm được đến tới nhờ. Tiếc Dạ. thế, tiếc ghê, tiếc ghê, tiếc ghê. Rồi ok, anh chỉ có một vài nhận xét đấy, xong rồi tiếp thì mời Hồng chắc là đại diện nhận xét thêm của các hai bạn. Có thêm nhận xét gì không? Alo. Alo Linh ơi, nghe chị không? Vâng ạ. À, ok, thực ra là anh qua cũng xét hết ý và cũng góp ý cho em bài rồi. Thì chị cũng chỉ có thêm một chút cái ý kiến là bởi vì cái final project này của mình là một cái để mình giống như là em báo cáo cho sếp của em thì mình cần muốn muốn đưa ra là một cái để báo cáo em đã làm theo KPI rồi và kết quả em muốn đưa ra là cái gì thì cái quan trọng nhất và một cái nữa là cái báo cáo tổng quan ban đầu mình sẽ phải có một cái là tổng quan trong bài báo cáo của mình sẽ bao gồm những cái gì thì là cái phần quan trọng nhất của một report thì em lưu ý cái phần đấy để sau này những cái báo cáo sau này mình làm ấy mình lưu ý tập trung vào những cái đó để ít nhất là người ban đầu người ta biết là cái kết quả báo cáo người ta sẽ thu được là cái gì đã rồi sau đó thì mình mới đi detail như thế này thế kia còn lại thì các nội dung khác thì em qua cũng xem rồi mình sẽ có thêm ý kiến gì khác. Dạ em cảm ơn ạ. Ok nha. Ừ.